Và câu hỏi đầu tiên với bác sĩ Thanh Hùng ạ, đó là hiện nay thì Thu Hằng thấy là rất nhiều bộ phận trong cơ thể con người thì có thể hình thành sỏi. Vậy sỏi tiết niệu là gì và sỏi tiết niệu thường hình thành ở những vị trí nào ạ? Được. Xin chào các bạn. Sỏi tiết niệu sỏi tiết niệu là những cái bản chất của sỏi, đó là sự lắng đọng những cái tinh thể, những cái chất cặn ở trong cơ thể. Và sỏi tiết niệu là những cái chất cặn đó là nó nằm ở trên cái hệ tiết niệu. Thế thì hệ tiết niệu thì trong cơ thể con người thì sẽ bao gồm là từ thận, hai bên quả thận, hai bên niệu quản, bàng quang và niệu đạo. Thì về sỏi tiết niệu thì có thể gặp ở trên tất cả những cái vị trí của cái hệ thống đường tiết niệu. Đây, như thế. Vâng. Trong suy nghĩ của nhiều người thì sỏi tiết niệu thường chỉ gặp ở người trung tuổi và cao tuổi thôi. Điều này có đúng hay không thưa bác sĩ? Và những cái đối tượng nào thì có nguy cơ cao mắc sỏi tiết niệu ạ? Sỏi tiết niệu thì gặp theo thống kê thông thường ở bên nước ngoài thì nó khác với lại ở bên Việt Nam. Thông thường ở bên Mỹ thì hay gặp ở tuổi từ khoảng 30 cho đến 55 tuổi. Tuy nhiên ý, thì là ở Việt Nam thì cũng là tầm ở cái tuổi lao động, nhưng ở Việt Nam có thể là gặp ở tất cả các lứa tuổi. Thậm chí là cách đây tầm độ khoảng 2 tháng, khoảng tháng rưỡi 2 tháng, tôi cũng đã từng nội soi cho một cái cháu bé tầm độ khoảng 5 tuổi mà đã từng đi khám ở tất cả một số ở bệnh viện địa phương và đã được tôi là điều trị nội soi và thành công. Và sau một ngày là cháu có thể ra viện. Đây là một cái sự mà rất là tiến bộ rất là tốt của khoa học kỹ thuật, nó là như vậy. Vâng. Thế còn về ngay kể cả ví dụ không phải là cứ và cứ trong cái lứa tuổi đó thì là nguy cơ là mới bị gặp, mà chúng ta phải nên hiểu là ở trong lứa tuổi đó thì cái tỷ lệ nó sẽ cao hơn. Còn sỏi thì có thể gặp ở tất cả các lứa tuổi, bởi vì nó còn phụ thuộc vào những cái nguyên nhân của sỏi gây nên, chứ không phải là phụ thuộc vào lứa tuổi. Lứa tuổi cũng chỉ là một cái yếu tố thuận lợi để cho sỏi hình thành và phát triển. Vâng, bác sĩ có vừa chia sẻ là đã điều trị thành công cho một trẻ 5 tuổi mà bị sỏi tiết niệu đúng không ạ? Vâng. Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về cái trường hợp này, đó là trẻ có những cái dấu hiệu nào và gia đình đưa đến bệnh viện trong cái tình trạng như thế nào? Cái trường hợp này thì thực ra thì tôi cũng, cái số này thì tôi cũng có tư liệu hẳn hoi. Nhưng mà cũng tôi cũng chỉ xin được nói qua một chút. Thì trường hợp này là cháu ở trong địa bàn của tỉnh, ở một cái huyện ở phía tây của tỉnh Quảng Ninh. Vâng. Thì cháu cũng phát hiện sỏi thì cũng đi khám một số những cái bệnh viện. Thì cứ ở nhà thì cứ thấy đau đau. Cháu cứ kêu đau thôi mà nó không rõ ràng. Ở trẻ con thì MC biết rồi đấy. Thì là không bao giờ các cháu chỉ được một vị trí chính xác nào cả. Chỉ thấy đau cái vùng là cái vùng hông lưng ở phía bên trái. Sau đó thì đi một số những phòng khám tư, đi một số nơi thì đi kiểm, rồi đi một số bệnh viện để kiểm tra thì cũng không phát hiện được. Thế là khi mà đến với chúng tôi, bởi vì cũng đi nhiều quá, thế còn đến cho chúng tôi thì là tôi cho kiểm tra. Thì với cái máy móc hiện đại của chúng tôi thì chúng tôi kiểm tra là phát hiện là cháu là bị ứ nước thận là độ 2-3 do cái sỏi niệu quản ở đoạn 1-3 dưới sát thành bàng quang. Thế thì khi mà cái trường hợp này thì khi mà chúng tôi nhận điều trị thì chúng tôi đã có, bởi vì lợi thế của chúng tôi là có rất là nhiều những cái trang thiết bị, cái máy móc cực kỳ hiện đại và phù hợp cho tất cả những cái đối tượng, các cái lứa tuổi. Đấy, khi đó thì chúng tôi đã bố trí cái ca mổ, và mổ là mổ nội soi ngược dòng và tán sỏi cho cháu và đặt cái sông. Thì sau khi mà điều trị xong thì là tầm khoảng một ngày cháu đã có thể được ra viện. Và sau khi đó thì bây giờ là điều trị kiểm tra lại thì là bây giờ cháu là hoàn toàn cháu ổn định, rất là tốt. Vâng. Đó. Điều trị rất là kịp thời đúng không ạ? Ở nhân chuyện của cháu bé này thì Thu Hằng thấy là bản thân tôi thì cũng có con nhỏ, và rất là nhiều quý vị khán thính giả cũng đều chắc chắn là đều biết cái chuyện này, là khi mà trẻ đi học ấy, mầm non ấy, thì thường các cháu không biết là vì một cái lý do gì đó thì thường rất là, thôi tôi thấy là nhiều cháu rất hay nhịn tiểu. Nhiều cháu đi học về là cái việc đầu tiên là phải phi ngay vào nhà vệ sinh. Vậy thì không biết là bác sĩ có thể
lý giải là đấy có phải là một trong những nhịn tiểu, có phải là một trong những cái nguyên nhân mà gây nên sỏi tiết niệu ở một cái độ tuổi rất là nhỏ như vậy không ạ? Thực ra cái nhịn tiểu là một cái yếu tố thuận lợi để cho hình thành cái những cái sỏi. Bởi vì làm sao? Khi mà cháu bé mà đã nhịn do vì một cái điều kiện hay một vì cái lý do nào đó mà cháu không chịu đi vệ sinh ở trên trường mà chỉ có khi đi về nhà. Mà trong khi đó bình thường ở trong cơ thể của con người thì tầm khoảng 2 tiếng rưỡi, 3 tiếng rưỡi là đi tiểu một lần. Mình phải hiểu bản chất của cái việc đi vệ sinh ấy, là thải những cái chất cặn bã, những chất độc ra khỏi cơ thể. Và khi mà quá cái thời hạn như thế thì là nó sẽ rất là ảnh hưởng. Ảnh hưởng về thứ nhất là cái chất độc nó không thải ra được kịp thời. Thứ hai nữa là những cái mà khó chịu, những cái bất tiện do sự lắng đọng của những cái chất cặn bã, những cái chất độc đó trong cơ thể. Nó sẽ hình thành nên những cái là yếu tố thuận lợi để hình thành lên những cái mà ví dụ cặn là cặn sỏi. Xong dần dần nó hình thành nên sỏi. Và ngoài ra những cái đó nó còn gây nên những tình trạng nữa là những tình trạng viêm nhiễm đường tiết niệu. Đó cũng là những triệu chứng kèm theo để cộng hưởng và để tạo nên thành sỏi. Vâng, Thu Hằng có tìm hiểu được là triệu chứng thường gặp nhất của sỏi tiết niệu đó là đau bụng, đau mỏi cái vùng thắt lưng, nhất là vùng bụng chỗ bộ phận tiết niệu có sỏi. Vậy thì bác sĩ có thể mô tả chi tiết về những cái triệu chứng đau bụng hay là đau lưng do sỏi tiết niệu để các quý vị khán thính giả có thể phân biệt được với cái triệu chứng đau lưng do các cái bệnh lý khác. Về cái triệu chứng của sỏi đường tiết niệu thì bác sĩ cũng xin đưa ra thông tin chuẩn xác để cho MC và cùng các bạn quý khán thính giả được biết và tham khảo. Thì thứ nhất là về cái dấu hiệu, về cái triệu chứng của đường tiết niệu thì sẽ bao gồm triệu chứng đau, triệu chứng đái máu và ngoài ra mà một tùy theo những cái biến chứng kèm theo thì nó sẽ có những cái dấu hiệu kèm theo nữa. Ví dụ đau thì là một, đây là một cái triệu chứng gọi là tương đối điển hình chứ không phải là bệnh sỏi nào cũng có. Và theo thống kê thì là cái triệu chứng đau này xuất hiện tầm khoảng 80% các trường hợp. Còn 20% các trường hợp là có sỏi, thậm chí là có biến chứng rồi nhưng mà hoàn toàn là không có triệu chứng. Và chỉ phát hiện khi mà vô tình mình đi khám mình phát hiện ra hoặc là khi mà nó có dấu hiệu của biến chứng. Thế thì về cái dấu hiệu đau này thì bác sĩ cũng xin cung cấp là nó có hai thể điển hình. Đấy là cơn đau quặn thận hay trong miền Nam còn gọi là cơn đau bão thận. Đấy, chúng ta nghe cái từ có thể nó hơi lạ. Thì cái cơn đau quặn thận điển hình sẽ xuất phát ở cái vùng hông lưng ở phía sau và xuyên ra phía trước và lan theo cái đường đi của hệ tiết niệu cùng bên. Ví dụ như là theo niệu quản đi xuống vùng sinh dục. Đấy. Và cơn đau này là cơn đau liên tục. Nó không có tư thế giảm đau. Đó là như thế. Còn một số những trường hợp mà cơn đau không điển hình, ví dụ như là chúng ta có thể nhận biết được là nó chỉ có thể là biểu hiện ở cái dạng ê ẩm ở cái vùng thắt lưng. Và sau đó thì đôi lúc là nó cũng có thể là nó có biểu hiện hơi xiên xiên tức tức chiều hướng, xu hướng xiên phía dưới. Nó rất không điển hình mà chính những trường hợp như thế này thì lại hay nhầm với lại một số những cái bệnh lý khác như là của cột sống, như là của xương khớp. Đó. Tiếp nữa là bác sĩ xin cung cấp là cái thông tin nữa là cái dấu hiệu của bệnh sỏi là triệu chứng đái máu. Triệu chứng đái máu ở đây sẽ bao gồm đái máu đại thể và đái máu vi thể. Đái máu đại thể có nghĩa là chúng ta có thể là nhìn, chúng ta thấy là nước tiểu, có thể là màu hồng, rồi màu hồng nhạt như nước rửa thịt, thậm chí là màu đỏ tươi, rồi có máu cục đen, cục đỏ kèm theo. Hoặc là đái máu vi thể, có nghĩa là mắt thường chúng ta có thể không nhìn được. Tuy nhiên thì là dưới kết quả xét nghiệm thì là có hồng cầu, rất là số lượng rất là nhiều ở trong cái nước tiểu. Đó là như thế. Đấy là về cái dấu hiệu là của đau. Còn dấu hiệu tiếp theo nữa là của những cái đau và triệu chứng đái máu. Còn những dấu hiệu khác kèm theo, ví dụ như là của sỏi tiết niệu khi mà đã có biến chứng. Ví dụ là có sốt, khi mà có viêm nhiễm thì có sốt. Ví dụ như là có đái buốt, đái rắc, rồi ví dụ là đái đục, hoặc là ngay kể cả đái ra sỏi cũng là một cái
triệu chứng gần hoặc là chẩn đoán chính xác đấy là sỏi rồi. Đó là như vậy. Vâng. Xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Hùng. Bây giờ trên trang fanpage Chuyện cùng bác sĩ thì chúng tôi đã nhận được những cái tương tác của các bạn tham gia trả lời câu đố. Thu Hằng thấy là rất là nhiều các bạn đang lựa chọn đáp án A. Xin được chào Thủy Nguyễn nhé. Chào bạn Ngoan Đặng ạ. Chào bạn Hoàng Giang, bạn Văn Anh, bạn Nguyễn Anh, bạn Tuyết Nhung và bạn Duy Trường ạ. Ít phút trước thì có phản hồi là tín hiệu của chương trình nhỏ, thì bây giờ bộ phận kỹ thuật của chúng tôi đã điều chỉnh rồi, thì không biết là các bạn đã nghe chương trình với chất lượng âm thanh chuẩn chưa, thì các bạn cũng phản hồi trên trang fanpage để chúng tôi biết để điều chỉnh kịp thời các bạn nhé. Xin được cảm ơn các bạn. Bây giờ qua tổng đài của chương trình thì chúng tôi đang nhận được yêu cầu kết nối đầu tiên của một bác thính giả, bác Tuấn, 65 tuổi. Chương trình Chuyện cùng bác sĩ xin được mến chào bác Tuấn ạ. Xin chào nhá. Vâng ạ, bác Tuấn ơi, ngày hôm nay thì thạc sĩ bác sĩ Trần Thanh Hùng đến từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long ạ, thì đã rất là sẵn sàng giải đáp những thắc mắc của bác rồi. Xin mời bác đặt câu hỏi ạ. Rồi. Vâng, xin mời bác ạ. Vâng, chào bác ạ. Bác cứ đặt câu hỏi đi ạ. Bác sĩ sẽ hỗ trợ bác ạ. Bác sĩ nhá. Dạ. Tôi hiện nay là nó cứ đứng hoặc là cúi là nó đau hết ở cái vùng đằng xương sống thắt lưng. Thế xong rồi nó lại tức lên bộ phận dạ dày. Thì xin hỏi bác sĩ đấy, có phải là hiện tượng đau thận không? À, vâng. Chào bác Tuấn. Thì bác sĩ xin trả lời bác như này. Cái vùng của bác đau ấy là vùng thắt lưng ấy, thì là vùng rất là nhiều những cái hệ cơ quan, ví dụ như là cái dấu hiệu của bác thì nó cũng rất là nhiều. Đó cũng là một cái thắt lưng thì cũng là một cái vùng của tiết niệu, đó là cái nơi mà thận hai bên nó tồn tại ở đó. Thì ngoài cái đau này thì của hệ tiết niệu cũng có thể là của cái xương sống, nhất là với độ tuổi của bác. Độ tuổi của bác còn nó xiên ra phía đằng trước, xiên ra phía đằng trước thì nó cũng có thể là một số cái bệnh lý ở trong cơ quan tiêu hóa. Thì xin hỏi bác là bác đã đi khám ở đâu chưa và đã có kết quả sơ bộ như thế nào chưa ạ? Để bác sĩ tư vấn để cho rõ thêm. Bác sĩ là cách đây độ 20 năm thì tôi cũng bị sỏi thận, thế nhưng mà tôi uống thuốc thì nó ra sỏi. Dạ, thế tốt quá. Từ đấy đến giờ là cũng chưa đi khám. Vâng. Thế thì theo bác sĩ như này này, bởi vì là bác đã có từng tiền đã từng bị sỏi thận, tức là đã có từng cơ địa là bị sỏi. Thứ hai nữa là bây giờ cái triệu chứng mà đau thắt lưng này thì cũng nằm ở vị trí, cũng nằm ở trong cái bệnh lý của hệ tiết niệu. Và ở cái thời trẻ, ví dụ cách đây 20 năm là lúc đó bác tầm khoảng 45 tuổi thì sức khỏe nó khác với lại cái tầm 65 tuổi bây giờ. Thì theo bác sĩ thì là bác nên đi khám ở tại một số những cái bệnh viện, cơ sở. Và khi có kết quả, bác có thể bác gọi điện hoặc bác gửi thông tin về chương trình hoặc gửi xin số điện thoại của bác sĩ. Thì bác sĩ sẽ tư vấn, sẽ hỗ trợ cho bác. Còn nếu như có bác có điều kiện là tốt nhất là bác đến bệnh viện với chúng tôi sẽ tư vấn cho bác. Và sẽ giải quyết cho bác được những cái vấn đề mà bác đang khó khăn trong cái bất tiện trong cái cuộc sống của bác. Dạ. Vâng ạ, bác Tuấn. Dạ vâng, xin mời bác ạ. Nên là cứ đi thì nó bình thường, nhưng mà đứng hoặc là cúi là không cúi được. Dạ, vâng. Dạ, bởi vì là cũng báo cáo với bác là những trường hợp như thế, những bệnh lý mà của cái tầm người cao tuổi thì cái bệnh lý cột sống, thắt lưng, rồi là những cái bệnh lý mà thoái hóa xương khớp cũng là cái bệnh lý hiện hữu và chúng ta phải chấp nhận là sống chung cùng với nó. Còn cái bệnh lý về sỏi là những cái bệnh lý mà phát sinh trong bất thường. Phát sinh bất thường và cái nguy cơ của nó là sẽ có những cái tai biến và biến chứng và không thể là lường trước được. Cho nên là chúng ta phải phân biệt với những cái mà bệnh mà chấp nhận và những cái mà bệnh có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe trầm nặng nề và có thể là ảnh hưởng đến tính mạng. Thì chúng ta loại bỏ nó đi thì chúng ta sống rất là an nhiên, chúng ta rất là yên tâm để cùng tận hưởng cái tuổi già bác ạ. Dạ. Vâng. Bác Tuấn có còn thắc mắc nào muốn được giải đáp không ạ? Thôi thế xin chào bác sĩ và chào cô nhé. Tôi cũng hỏi thế rồi tôi đi khám bệnh. Dạ, vâng. Cảm ơn bác Tuấn đã tham gia chương trình ạ.
Vâng, trên trang fanpage thì bạn Duy Trường có vừa bình luận là nghe to rõ rồi, xin cảm ơn. Vâng, như vậy là tín hiệu của chương trình đã ổn định để quý vị theo dõi chương trình cả qua radio và trên fanpage Chuyện Cùng Bác Sĩ. Trên fanpage thì bạn Văn Anh có đặt câu hỏi là tiểu són, tiểu sót thì có liên quan đến sỏi tiết niệu hay không thưa bác sĩ? Cảm ơn bác sĩ nhiều, xin mời bác sĩ tư vấn ạ. Vâng. Chào Văn Anh. Cái tiểu són thì thông thường, tiểu són và tiểu sót thông thường nó lại thiên hướng về cái bệnh lý của cái viêm đường tiết niệu. Tuy nhiên thì chúng ta phải hiểu là viêm đường tiết niệu cũng có thể là cái bệnh khởi phát của sỏi đường tiết niệu, nhưng cũng có thể là một cái biến chứng của đường tiết niệu. Cái tiểu són và tiểu sót thì nó làm cho cái cuộc sống của chúng ta bị ảnh hưởng rất là nặng nề và rất là bất tiện. Và nó sẽ làm cho chúng ta mất cái tự tin đi, mất tự tin và cái giải quyết công việc nó không được hiệu quả. Theo bác sĩ thì bạn tốt nhất là bạn sẽ nên là đi khám ngay để mình được chẩn đoán chính xác là mình ở trong cái thể là như nào. Ví dụ như là thể viêm tiết niệu hay là thể sỏi, hoặc là bây giờ có một số những cái bệnh lý nó rất là mới. Mà rất là nhiều người, như tôi đã gặp rất là nhiều những cái bạn mà ở địa phương hoặc là một số những cái tỉnh khác đến khám, thế thì bị cứ tiểu buốt và tiểu són hoặc là bị sót, và điều trị đi rất nơi, nhiều nơi cũng không khỏi. Đấy là một cái bệnh lý rất là mới mà khi mà tôi đã tìm ra, mà tôi đã phát tôi đã tìm mà tôi đã chẩn đoán được là một số những bệnh lý của yếu tố của bàng quang nó tăng hoạt, bàng quang thần kinh, thì khi đó thì điều trị mà không dùng thuốc kháng sinh, mà dùng thuốc kháng sinh thì lúc đó thì là bệnh ổn định mà khỏi hoàn toàn. Cho nên là bác sĩ khuyến cáo bạn Anh thì nên là được đi bố trí, nên đi bố trí thời gian mà đi khám mà để được điều trị sớm, để có thể các bác sĩ là chuyên khoa tư vấn cho bạn chính xác, từ đó là có cái phương án và điều trị cho bạn kịp thời. Vâng. Thưa bác sĩ, chúng ta có nhấn mạnh từ đầu đó là sỏi tiết niệu nếu như không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì sẽ có những cái biến chứng khôn lường. Vậy cụ thể đó là những biến chứng gì thưa bác sĩ? Thưa MC và kính thưa quý khán thính giả, thì sỏi đường tiết niệu, về cái xu hướng của sỏi thì nó sẽ có những cái mấy cái xu hướng. Trong đó thì xu hướng là tự đái ra sỏi hoặc là sỏi nó tự hết, thì cái đấy là có trong thực tế nhưng mà rất là ít. Xu hướng thứ hai đấy là cái xu hướng mà sỏi giữ nguyên kích thước, thì cái này cũng rất là ít và không có gây biến chứng thì cũng rất là ít. Còn xu hướng chủ đạo của sỏi thì là tăng kích thước theo thời gian và sẽ có thể là gây biến chứng ở bất kỳ lúc nào. Thế thì về biến chứng của sỏi đường tiết niệu thì nó sẽ có gây biến chứng ở rất là nhiều, thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng. Tôi xin bác sĩ xin kể ra như này. Thứ nhất là có những cái biến chứng mà tại chỗ mà gây nên ảnh hưởng, gây nên biến đổi hình thái và chức năng của hệ tiết niệu. Có những biến chứng là gây nên ảnh hưởng đến toàn thân. Ví dụ về biến chứng về hình thái, ví dụ như là đơn giản nhất là biến chứng nào đấy, mà cơn đau quặn thận cũng là một cái biến chứng rất là khủng khiếp. Những ai mà đã từng mà bị một cái cơn đau quặn thận thì gọi là lúc đấy là những trải nghiệm rất là kinh hoàng. Tiếp nữa là những cái mà ví dụ như là giãn đài bể thận, hoặc là những cái mà ví dụ viêm thận rồi là viêm đường niệu rồi là viêm bàng quang, rồi từ đó có thể là viêm nhiễm trùng máu, ứ nước ứ mủ thận là nhiễm trùng máu. Đấy là những biến chứng rồi thậm chí những cái là ví dụ tăng huyết áp, rồi là nặng lâu thì có những biến chứng là teo thận, hoặc là có những biến chứng là dẫn đến là suy thận, và có những biến chứng là những cái từ những cái đó thì sẽ có ảnh hưởng đến tính mạng, thậm chí nó là tử vong. Đó là như thế. Vâng, quý vị thân mến, Thạc sĩ bác sĩ Trần Thanh Hùng đến từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long thì vừa cung cấp những thông tin cơ bản nhất về sỏi tiết niệu. Và trong chương trình hôm nay thì bác sĩ sẽ tiếp tục đưa ra những lời khuyên cũng như các tư vấn cụ thể cho từng trường hợp bệnh lý. Do vậy mà các bạn hãy gửi các câu hỏi về cho chương trình để được bác sĩ tư vấn trực tiếp nhé. Và bây giờ thì
đồng hồ của phòng Thu đang báo là 10 giờ 25 phút và Thu Hằng sẽ dành để nhắc lại nội dung câu đố ngày hôm nay chương trình đưa ra. Đó là quý vị và các bạn hãy cho biết hệ tiết niệu của con người gồm các bộ phận nào? A. Thận, niệu quản, bàng quang, niệu đạo. B. Thận, dạ dày và ruột non. Và C. Thận, dạ dày và ống mật. Quý vị và các bạn hãy tiếp tục gửi câu trả lời đến chương trình theo 3 cách. Cách thứ nhất gọi tới tổng đài 0203-3622-268. Cách thứ hai gửi câu trả lời vào địa chỉ email sukhoe.qtva@gmail.com. Và cách thứ ba truy cập vào trang fanpage Chuyện cùng bác sĩ và để lại đáp án ở phần bình luận. Chúng tôi sẽ tiếp nhận câu trả lời của quý vị đến 10 giờ 45 phút. Ai là người có câu trả lời chính xác và may mắn được bác sĩ bắt thăm ngẫu nhiên sẽ nhận được một phần quà của chương trình là một thẻ nạp điện thoại mệnh giá 100.000 đồng. Bên cạnh phần quà của phần chơi câu đố thì một thẻ nạp điện thoại mệnh giá 100.000 đồng cũng sẽ được dành tặng cho bạn nào tích cực like, share nhiều nhất cho chương trình. Hãy tham gia và đón nhận những niềm vui từ phần quà của chương trình ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ trước khi tiếp tục đến với những tư vấn tiếp theo của bác sĩ Thanh Hùng, mời các bạn cùng thư giãn với âm nhạc. Ngày ngày chơi nhanh, mình em ngồi đây ngắm mây phiêu bồng. Nhẹ nhàng đi chân lãng du lượt nhẹ ngắm hoa thất tha, nhìn mây lăng đang chơi nhanh về trời xa. Con xe lướt đi về nơi bình yên có anh bên mình. Mùa hạ tắm mát trái tim, mùa đông bên anh ngắm em, mùa thu xe lá tĩnh tâm hồn dịu êm. Yêu làm sao màu nắng chiếu soi tâm hồn của em, làm gió lướt qua thơm ngọt bờ môi cho tâm hồn tươi mới. Khúc nhạc vui hòa theo tiếng chim hót mừng ngày mới. Ngày ngày chơi nhanh, mình em ngồi đây ngắm mây phiêu bồng. Nhẹ nhàng đi chân lãng du lượt nhẹ ngắm hoa thất tha, nhìn mây lăng đang trôi nhanh về trời xa. Con xe lướt đi về nơi bình yên có anh bên mình. Mùa hạ tắm mát trái tim, mùa đông bên anh ngắm em, mùa thu xe lá tĩnh tâm hồn dịu êm. Yêu làm sao soi tâm hồn của em, làn gió lướt qua thơm ngọt bờ môi cho tâm hồn tươi mới. Khúc nhạc vui hòa theo tiếng chim hót mừng ngày mới, kề vai nghe anh ta cùng nhảy vui trong nắng xuân. Quý vị thân mến, vừa rồi là những giai điệu của ca khúc Yêu Bốn Mùa, một sáng tác mới của ca sĩ Lương Ngọc Diệp và do chính Sơn Ca Vùng Mỏ thể hiện. Ở đây cũng là ca khúc mà Ngọc Diệp muốn gửi tặng tới các thính giả của Radio Quảng Ninh với lời nhắn chúc quý vị luôn yêu đời và đón Tết sắp tới thật là trọn vẹn ý nghĩa. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung tư vấn của Chuyện cùng bác sĩ ngày hôm nay. Và
Trên trang fanpage của chương trình thì chúng tôi có nhận được câu hỏi của bạn Trần Hùng. Bạn có hỏi là: chào bác sĩ, bố tôi năm nay 83 tuổi, gần đây hay bị đái sót, đái rất nhiều lần trong ngày. Tôi xin tư vấn của bác sĩ, xin cảm ơn. Xin mời bác sĩ tư vấn ạ. Vâng, xin chào bạn Trần Hùng. Bố của bạn là năm nay 83 tuổi, thì có triệu chứng đái sót và đái tăng lần ở trong ngày. Thì tôi đoán là có thể là ngoài, không phải là tăng lần ở trong ngày đâu, mà có thể là tăng lần cả về ban đêm nữa. Thì cái triệu chứng tiểu xón hay là tiểu tăng lần thì cũng là một trong những cái triệu chứng của bệnh lý của sỏi đường tiết niệu. Tuy nhiên với cái lứa tuổi của ông là năm nay là 83 tuổi thì cũng cần phải kiểm tra thêm về cái bệnh lý của cái tiền liệt tuyến. Và đến bệnh lý tiền liệt tuyến là cái bệnh lý mà thường khởi phát sau cái thời kỳ mà ở nam hay gặp, chỉ gặp ở nam giới, và ở cái thời kỳ mà suy dinh dục nam hay mãn dục nam. Thì thông tin cho bạn như thế là để bạn biết là tầm được khoảng từ 50 tuổi trở ra là cái bệnh lý này là đã bắt đầu quá trình là kích hoạt cái quá trình này rồi. Và sẽ hy vọng là hẹn các bạn quý khán thính giả ở trong một cái chương trình khác về cái chủ đề tiền liệt tuyến. Đây là một chủ đề rất là hay và rất là hot, và thậm chí là nhiều người lại nhầm tưởng những bệnh lý này là bệnh lý của những khác và chấp nhận là có những cái mà nó bất tiện trong cuộc sống rất là nhiều. Thế thì quay trở lại với lại những trường hợp mà của bố của bạn Hùng, thì là cái mà đái sót và đái nhiều lần như thế thì là đây là một cái dấu hiệu hay một cái triệu chứng cơ năng và thực thể, thế thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến sức khỏe cho cái người cao tuổi, mà đặc biệt là bố của bạn năm nay đã 83 tuổi. Thì theo tôi là bạn nên đưa ông đi kiểm tra ngay để phát bác sĩ chẩn khám chính xác cho bạn, cho bố của bạn, và từ đó sẽ đưa ra cái biện pháp mà điều trị kịp thời và thích hợp nhất để đảm bảo cho sức khỏe của ông là trở lại là bình thường. Xin cảm ơn bạn. Vâng, bạn Trần Hùng không biết là đã nghe rõ nội dung tư vấn của bác sĩ chưa ạ? Bạn có thể nghe lại chương trình ở ngay trên trang Chuyện của bác sĩ để có những cái chia sẻ với lại bố của mình, và cũng thu xếp để đưa bác đi khám sớm để các bác sĩ sẽ phát hiện ra những cái bệnh lý mà bác đang gặp phải nhé. Bây giờ qua tổng đài của chương trình thì chúng tôi nhận được yêu cầu kết nối của thính giả bác Hùng, 65 tuổi. Xin được chào bác Hùng ạ. Vâng, tôi xin chào cô dẫn chương trình. Dạ vâng. Xin chào bác sĩ. Dạ vâng, chào bác ạ. Bác Hùng ơi, bác có nghe rõ tín hiệu của chương trình hay không ạ? À, tôi nghe rõ rồi. Vâng ạ. Xin mời bác đặt câu hỏi với bác sĩ ạ. Vâng, xin chào bác sĩ ạ. Dạ vâng, bác sĩ chào bác ạ. Tôi năm nay báo cáo bác sĩ là mới có 65 tuổi thôi. Dạ. Nhưng mà hiện tượng coi như là đi tiểu đêm thì nhiều hôm là đi đến 2-3 lần, trong người lại nhiều khi là đi thì cũng cái hiện tượng là cái đi ngoài đi giải mà nó sót nó dính. Thế thì xin nhờ bác sĩ tư vấn giúp để tôi biết được là chữa. Dạ vâng, bác chào bác ạ. Thì với cái dấu hiệu của bác thì cũng giống như là bác sĩ vừa trả lời với lại một cái bạn khác cũng là Trần Hùng, cũng trùng tên của bác sĩ và của hỏi cho bố của bạn năm nay là 83 tuổi. Thế thì của bác Hùng năm nay là 65 tuổi mà có cái triệu chứng là cái tiểu đêm tăng lần thế. Thì thông thường mà cái triệu chứng tiểu đêm tăng lần này là triệu chứng mà đặc hiệu của cái bệnh lý là tăng sản tiền liệt tuyến, hay còn gọi là u tiền liệt tuyến hay là biếu tiền liệt tuyến theo cái từ của miền Nam ấy. Đấy là bệnh lý của tuyến tiền liệt bác ạ. Thì về cái này thì cái bệnh lý này thì bây giờ là hoàn toàn là có thể là khắc phục được và điều trị, gọi là để đảm bảo cho cái cuộc sống nó rất là vui tươi an nhàn và không phải bận tâm gì đến với cái triệu chứng này nữa. Thực tế là bác sĩ đã gặp rất là nhiều những cái trường hợp như của bác đến khám chỉ vì với cái dấu hiệu là đi tiểu đêm này, rồi là thậm chí là xón tiểu hoặc là tia yếu rõ dưới chân,
hoặc là có rất là nhiều những cái mà cái triệu chứng không ngờ tới. Nhưng mà khi được khám với bác sĩ chuyên khoa với cái tầm tuổi như bác thì bác sĩ đã tìm được ra và loại trừ những yếu tố mà ví dụ như là của ung thư tiền liệt tuyến, sau đó thì bác sĩ sẽ đưa ra cái phương án để điều trị chính xác và kịp thời, thì lúc đó sẽ loại bỏ hoàn toàn được cho bác. À, bác ạ. Nhưng mà bác cứ yên tâm là bây giờ khoa kỹ thuật đã phát triển rất là nhiều, bác nên đi khám sớm, hoặc có thể là bác đi khám. Không biết là bác Hùng đang ở đâu ạ? Bác ở đâu ạ? Tôi đang ở phường tổ 7 phường Mai Cái. À vâng. Thì vâng, thì cũng rất là gần. Bác có thể là bác đã từng đi khám ở đâu, bác mang cái kết quả đến qua chúng tôi. Thì hiện tại ở tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinh Mec Hạ Long cũng đang mở những cái chương trình mà ưu đãi để cho quý khán giả, cũng như là ở đó thì các bác cũng vẫn được hưởng bảo hiểm y tế. Tuy nhiên thì trước khi mà bác cần khám gì, bác có thể gọi điện đến tổng đài để các bác đặt hẹn, sau đó thì bác cần những cái thông tin gì có thể là liên hệ trực tiếp với bác sĩ để bác sĩ hỗ trợ thêm, để có công việc hoặc cái cuộc đi khám được đạt được cái hiệu quả nhất để cho bác. Chứ còn bây giờ tốt nhất là các bác đừng có cố chịu đựng, hoặc là đừng có ví dụ như là có thể là mua thuốc. Ví dụ như là bây giờ bác sĩ nghe thấy là có rất là nhiều như là tiểu khó tiểu đêm, quảng cáo tiểu khó tiểu đêm là triệu chứng của bệnh lý này, rồi thuốc này thuốc kia là điều trị đặc hiệu cho đến cam kết này nọ, cam kết ngày kia. Nhưng thực tế ra thì báo cáo với bác là bác sĩ đã từng mổ cho một bác ở ngoài tuyến miền Đông ấy, thì bác được tặng những hai cái áo jacket gì gì đó, không tiện là nói tên cái đấy ra, được tặng hai cái áo jacket, nhưng cuối cùng cái triệu chứng nó cũng không cải thiện. Bởi thực tế ra là các cái dấu hiệu bệnh lý về đường tiết niệu nó có thể là có nhiều cái bệnh lý là khác nhau, tuy nhiên từng cái cá thể, từng người một lại có những triệu chứng biểu hiện ra bên ngoài khác nhau, cho nên không thể áp dụng đồng thời là triệu chứng của bác này cũng là điều trị cho bệnh của người của bác kia. Thế cho nên là như thế là sẽ gây sự lãng phí và tốn kém. Và không cần thiết bác ạ. Thế thì theo bác sĩ thì bác nên đi khám, đi kiểm tra, để từ đó bác sĩ sẽ đưa ra cho bác một cái phương án điều trị tối ưu nhất bác ạ. Dạ. Cảm ơn bác sĩ nhé. Dạ. Tôi cũng lựa bố trí thời gian rồi là đến khám. Dạ, vâng. Cảm ơn bác ạ. Vâng. Vâng ạ, cháu chào bác ạ. Vâng. Anh Hùng này có thể thấy là qua những cái kết nối thính giả vừa rồi thì chúng ta đều thấy là rất là nhiều người thì đang gặp phải những cái triệu chứng về đi tiểu, đặc biệt là đi tiểu đêm nhiều đúng không? Thế. Thời tiết bây giờ thì đang rét đậm rét hại như vậy mà nửa đêm phải thức dậy đi tiểu nhiều lần, thì đặc biệt với người cao tuổi thì không chỉ là những cái bất tiện đúng không? Có thể sẽ rất là khó để ngủ lại, và bên cạnh đó thì còn kéo theo rất là nhiều bệnh lý nguy hiểm khác. Thì đây cũng là một vấn đề mà mỗi người cần lưu ý, đi thăm khám kịp thời để tìm ra cái nguyên nhân của cái chứng tiểu nhiều lần như vậy, để các bác sĩ có những tư vấn điều trị hợp lý. Ngay sau khi mà bác sĩ tư vấn cho bạn Trần Hùng ạ về cái trường hợp của bạn ấy, thì bạn ấy đã gửi lời cảm ơn trên trang fanpage rồi anh Hùng ạ. Và quý vị thân mến, bác sĩ Trần Hùng cũng sử dụng Facebook, và anh ấy đã nhắn ở trên ngay trên trang là nếu như quý vị cần thông tin thêm thì quý vị có thể liên hệ với bác sĩ theo số điện thoại là anh đã đăng ở trên này, thì MC sẽ đọc công khai được đúng không ạ? Vâng. Số điện thoại của bác sĩ Trần Hùng, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec là 0358 115 115, quý vị nhé. Và bây giờ thì bộ phận trợ lý của chúng tôi cũng báo là tiếp tục nhận được yêu cầu kết nối của thính giả Tuấn, 35 tuổi. Xin được mến chào bạn Tuấn ạ. Vâng, chào. Vâng, xin mời bạn đặt Tuấn câu hỏi với bác sĩ. Em chào bác sĩ ạ. Vâng, chào bạn. Rồi thì vợ em là mới đi khám tổng quát lại ạ. Dạ. Và phát hiện ra thận bên trái đài giữa vòi có sỏi là 5 mm ạ. Thì em xin hỏi là mấy, nhưng mà vợ em này đang có bầu ạ. Dạ. Em phải điều trị như thế nào, bác sĩ có thể cho em cái tư vấn không ạ? Rồi. Thì chào bạn, thì cũng chia sẻ với bạn về cái thông tin cũng không mấy là vui vẻ gì đối với người vợ mà yêu quý của bạn. Thì sỏi hiện tại thì bây giờ là bác sĩ muốn hỏi bạn là vợ bạn mang bầu được mấy tháng rồi ạ? Em
là 4 tháng. À, 4 tháng. Thế thì với cái tình trạng là sỏi ở sỏi 5 mm ở trên cái cơ địa là người phụ nữ đang mang thai 4 tháng thì hiện tại bây giờ là sỏi này là có chỉ định điều trị là nội khoa. Đấy, điều trị nội khoa và không có chỉ định là điều trị ngoại khoa bởi vì nó sẽ không an toàn cho mẹ và cho bé. Cho cái thai đang phát triển. Thì trước khi mà điều trị nội khoa thì là bạn và vợ bạn nên đi khám được tư vấn bởi bác sĩ chuyên khoa về thận và tiết niệu để bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên chính xác cho bạn. Và bạn trước khi mà đến thì bạn cầm hết những cái kết quả đã từng khám, đã từng được tư vấn hoặc là những thuốc gì mà bạn đang sử dụng để bác sĩ có thể đưa ra lời khuyên chính xác cho bạn. Đấy. Về còn bạn cứ yên tâm là về điều trị nội sỏi thì là kích thước sỏi của vợ bạn là đang ở 5 mm thì cũng là nằm ở trong cái chỉ định là được phép chỉ định là điều trị nội khoa. Và cái tỷ lệ điều trị nội khoa của cái sỏi mà của vợ bạn là ở đài giữa thì cái tỷ lệ nó cũng ra rất là tốt, cũng không đến mức mà lo lắng quá. Thì bạn với vợ bạn thì bố trí vào một cái thời điểm thích hợp, có thể liên hệ với bác sĩ hoặc có thể liên hệ với tổng đài của bệnh viện thì đến để bác sĩ tư vấn cho, để làm sao mà tránh được những cái mà lo lắng nó không cần thiết bạn ạ. Nhá. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Rồi. Vâng. Và với lại bác sĩ cũng xin thông tin thêm vâng là tiếp lời của MC Thu Hằng ấy là bác sĩ cho số điện thoại. Thế thì khi mà quý khán thính giả có nhu cầu có thể là gọi điện cho bác sĩ đến theo số điện thoại của bác sĩ đã cho là 0358 115 115. Tuy nhiên thì là bác sĩ cũng tham gia một số những cái phẫu thuật cũng rất là nhiều, và khi mà bác sĩ không nghe được hoặc người khác nghe hộ mà là bác sĩ đang bận thì các bạn cũng quý khán thính giả cũng hết sức thông cảm là bác sĩ chưa trả lời ngay được. Trong trường hợp đó thì các bạn cứ nhắn tin vào cái số điện thoại đó ở trong cái Zalo, thì bác sĩ cũng có sử dụng Zalo theo cái số này. Khi nào mà dạ rồi, số điện thoại của bác sĩ là 0358 115 115. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Rồi rồi, chào bạn nhé. Vâng, quý vị thân mến ạ. Quý vị thấy không ạ, bác sĩ Trần Thanh Hùng của chúng ta rất là chu đáo ạ. Vâng, anh ấy lường trước được tình huống, nếu như mà anh ấy phẫu thuật không tiện nghe được máy tư vấn được của các khán thính giả thì quý vị lưu ý là để lại tin nhắn và ngay mà khi có thể thì anh ấy sẽ phản hồi lại ngay nhé. Và nhân nói từ cái chuyện mà khám bệnh và phẫu thuật ở Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long thì Thu Hằng xin được hỏi bác sĩ là trong quá trình thăm khám ở bệnh viện thì các cái bệnh nhân phát hiện sỏi tiết niệu đến khám bệnh thì thường là ở cái giai đoạn nào thưa anh? Ở bệnh viện chúng tôi là Vinmec Hạ Long hiện nay cũng như là ở tất cả những các cái bệnh viện khác là nơi chúng tôi đã từng công tác dư là chúng tôi đã học tập. Thế thì gặp ở sỏi, bệnh lý sỏi đứng tiết niệu có thể gặp bất cứ các giai đoạn nào. Có thể là một điển hình của một cái cơn đau quặn thận, là một dấu hiệu đau rất là khủng khiếp, hay còn gọi là cái cơn đau bão thận, hoặc là một triệu chứng đái máu, hoặc là một cái triệu chứng ví dụ như là tiểu buốt, tiểu rắt, hoặc là đau ấy ở vùng thắt lưng, hoặc là một cái sốt mà cứ kiểu là sốt rét, sốt nóng, sốt rét. Sau đó thì là một số những cái mà ví dụ như là đau tức kèm theo mệt mỏi, rồi là gầy, sụt cân, rồi ăn uống mệt mỏi, thậm chí là có những biểu hiện của tình trạng tăng huyết áp hay là suy thận. Đấy là những cái dấu hiệu của những cái biến chứng của cái bệnh lý của sỏi đường tiết niệu rồi. Nó là như thế. Còn thậm chí là những trường hợp mà ly bì, những trường hợp mà ví dụ nhiễm trùng máu. Đấy là những cái mà khởi nguồn của những cái nhiễm trùng máu, đó là từ những nhiễm trùng từ ứ nước, ứ mủ, rồi là của những cái sỏi được tiết niệu. Đấy là những biến chứng mà hay gặp. Vâng. Hiện nay thì tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long thì có những cái phương pháp nào trong điều trị sỏi tiết niệu, và bản thân tôi thì cũng rất là tò mò, không biết là điều trị sỏi tiết niệu thì có chi phí như thế nào và người bệnh thường mất bao lâu để hồi phục thưa bác sĩ? À vâng. Thì cũng xin thông tin thêm cho Thu Hằng và quý khán thính giả thì hiện tại thì ở Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long chúng tôi thì là bệnh viện được trang bị cái thiết bị rất là hiện đại, đầy đủ và tiêu chuẩn.
Như thế thì là chúng tôi đã áp dụng tất cả các biện pháp để điều trị, từ cơ bản nhất cho đến phương pháp là hiện đại nhất, phương pháp ít xâm hại. Thì bác sĩ xin liệt kê những cái biện pháp mà điều trị sỏi mà đã từng hoặc là có thể là áp dụng được ở tại Bệnh viện Đa khoa Vinh Quốc tế Vinh Bích Hạ Long. Ví dụ như là ngay như là điều trị nội khoa sỏi đường tiết niệu, thì bác sĩ cũng điều trị thành công rất là nhiều bạn, có thể là sỏi nhỏ giảm kích thước rồi là tự tiểu ra sỏi đấy, chứ không phải là không. Rồi là điều trị có cho những cái bệnh lý, những bệnh lý nền nó rất là phức tạp, đấy là điều trị nội khoa và chuẩn bị để cho cái cuộc mà phẫu thuật. Còn về phẫu thuật thì chúng ở hiện tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinh Bách Hạ Long có thể thực hiện là tất cả các phương pháp điều trị sỏi mà của để điều trị. Ví dụ đầu tiên có thể là bác sĩ xin kể ra, đó là có những cái phương pháp mà điều trị, ví dụ như là mổ mở. Mổ mở đây là một cái phương pháp điều trị kinh điển của tiết niệu. Đấy, tuy nhiên nó xuất phát điểm là từ những thời kỳ sơ khai để điều trị sỏi đường tiết niệu. Tuy nhiên đến bây giờ thì vẫn được áp dụng ở một số các bệnh viện khác. Và tôi xin nói luôn là từ cái ngày mà Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinh Bách Hạ Long mà thành lập đến bây giờ thì tôi chưa phải mổ mở một ca nào cả. Và hoàn toàn là áp dụng những phương pháp kỹ thuật cao, cực kỳ hiện đại. Đấy, mổ mở. Bởi vì làm sao? Bởi vì là cái ưu điểm của mổ mở là có thể thôi nhé, có thể là lấy sỏi ra là trong một lần duy nhất, nhưng với nhược điểm của nó thì là rất là lớn. Đó là gì? Đau nhiều hơn, chảy máu nhiều hơn, rồi là hồi phục nhiều hơn, ảnh hưởng sức khỏe nhiều hơn, chịu một vết mổ suốt đời, rồi là trái gió trở trời thì sẽ tê bì nhức mỏi. Còn ngoài ra một cái lưu ý mà có thể một số quý khán thính giả là chưa được thông tin, đấy chính là gì? Đấy chính là sau mỗi lần mà mổ mở mà có là rạch ở trên cái nhu mô thận thì cái tổn thương của những cái tế bào thận ấy, tối thiểu là 30%. Cho nên chúng ta có thể hình dung là nếu như mà hồi trước ấy, những cái bác mà bị sỏi tái đi tái lại sau mổ khoảng 2-3 lần thì gần như là chỉ định bắt buộc là chỉ có cắt thận đi thôi. Mà cắt thận để điều trị sỏi thận thì là một cái hình thức gọi là cũng vạn bất đắc dĩ. Đấy, bác sĩ xin kể qua đấy là về cái phương pháp là phẫu thuật. Còn hiện tại ở chúng tôi thì thông thường và chúng tôi đang là áp dụng những phương pháp điều trị sỏi ít xâm hại, có nghĩa là ít ảnh hưởng cơ thể và đi theo những cái lỗ tự nhiên, ví dụ như là nội soi niệu quản ngược dòng để tán sỏi bằng ống cứng để điều trị đối với những cái sỏi bàng quang, sỏi niệu quản hoặc là thậm chí là sỏi bể thận. Riêng tôi có thể là điều trị được cái bệnh chứng đi sỏi bể thận ở cái sỏi ống cứng. Còn thứ hai nữa là những nội soi niệu quản, ống ngược dòng, ống soi mềm để tán những cái sỏi thận, tán sỏi thận bằng laser. Đó. Và ngay như hôm vừa rồi tôi mới điều trị cho một cái bác mà sỏi thận hai bên mà nội soi ngược dòng, ống soi mềm thì có nghĩa là tán xong là hôm trước hôm sau ra viện được luôn. Và thậm chí là bảo nói đùa là người nhà bác còn lên còn hỏi, mà những người đến thăm còn bảo là chưa kịp đi thăm mà đã ra viện rồi. Đấy là như thế. Nên cũng đấy là những còn một số những phương pháp khác, ví dụ như là nội soi tán sỏi qua da. Đây là cũng phương pháp gọi là thay thế cho mổ mở. Tuy nhiên thì là phương pháp này thì là cũng có một số những tai biến biến chứng đòi hỏi phẫu thuật viên phải sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật, rồi là có cái kinh nghiệm nhất định, không thì sẽ xảy ra một số những biến chứng, tai biến biến chứng mà không mong muốn. Nó là như thế. Vâng, và xin được chia sẻ thêm với các quý vị đang theo dõi chương trình Chuyện cùng bác sĩ của bạn ngày hôm nay. Đó là bác sĩ Trần Thanh Hùng là người đầu tiên ở Quảng Ninh, là bác sĩ đầu tiên ở Quảng Ninh từng thực hiện rất là nhiều những cái kỹ thuật khó. Và với việc mà bác sĩ đã cho số điện thoại như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể tự tin gọi điện để nhờ bác sĩ tư vấn trong những cái trường hợp cụ thể của mình. Thu Hằng có tìm hiểu là bác sĩ Hùng là một cái bác sĩ mà là người đầu tiên thực hiện nhiều cái kỹ thuật khó ở Quảng Ninh. Vậy em rất là tò mò, không biết là những cái kỹ thuật đó thì đều liên quan đến sỏi tiết niệu hay là một số lĩnh vực nào khác ạ, thưa bác sĩ?
Cũng cảm ơn Thu Hằng, cũng cảm ơn các quý khán giả đã quan tâm đến đến chương trình cũng như là quan tâm đến bác sĩ. Thì thực ra thì đây cũng là một cái động viên, cũng là một cái là ghi nhận của những quý bệnh nhân dành cho bác sĩ. Thì bác sĩ cũng xin thông tin đấy là trước đây thì là bác sĩ cũng đã từng là mổ cắt thận nội soi đầu tiên ở tỉnh Quảng Ninh. Thứ hai nữa là phẫu thuật là tạo hình khung nối bể thận niệu quản mà hoàn toàn bằng nội soi, khâu nối bằng nội soi từ năm 2010. Mà thời đấy là bác sĩ đã phẫu thuật cho một cái cháu là có 11 tuổi Vâng. và ở trong hoành bồ, và đến bây giờ thì chắc cháu bây giờ cháu cũng rất là lớn rồi và hoàn toàn là bây giờ là hồi phục hoàn toàn. Cũng rất là vui mừng là những cái ca mà đầu tiên của mình rất là tốt. Còn tiếp nữa là những có những cái mà tán sỏi ở đoạn trên, ví dụ như hoặc là tán sỏi ống soi mềm, hoặc là ngay như vừa rồi là những có những cái mà tán sỏi 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 thận, tán sỏi thận mà hai bên mà bằng ống soi mềm, thì bác sĩ cũng cũng đã thực hiện. Bởi vì thực tế ra là thông thường một số các cái trung tâm khác hay như một số các cơ sở khác thì có thể là chỉ có nhận là tán một bên một thôi. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi có thể là bằng những trang thiết bị, rồi là những phẫu thuật viên có kinh nghiệm, rồi là những cái dụng cụ tốt, chúng tôi có thể là đánh giá để chính xác và có thể là nhận được những cái điều trị, nhận điều trị những cái ca bệnh hết sức là phức tạp. Mà thậm chí là hôm trước hôm sau ra viện tôi nói thế là có thể nhiều bạn không tin, nhưng mà thực tế là những cái khách hàng đấy là hoàn toàn ở trong tỉnh Quảng Ninh này cả. Rồi là năm 2017 bác sĩ đã từng là phẫu thuật là nâng xa bàng quang qua ngả âm đạo bằng lưới theo phương pháp TUT. Thì đây là cái phương pháp và cũng rất là tốt, cũng là tránh cho những cái phiền hà, những cái mà bất tiện, cực kỳ bất tiện trong sinh hoạt cũng như là cuộc sống cũng như là lao động của chị em phụ nữ. Cái bệnh lý này là hay gặp ở những cái người mà ví dụ như là có cái sàn chậu yếu, rồi là những người là chửa đẻ mà không được kiêng, rồi Vâng. những cái người mà do cái bản thân ấy, thì là bàng quang ở sinh dục cái thứ nó bị xa ra bên ngoài. Trong khi đó là bác sĩ chỉ có đặt một cái lưới vào trong đó bốn chân, và sau đó thì là nằm khoảng 24 tiếng là hôm sau là có thể là ra viện được luôn. Và đến bây giờ để tất cả những cái bệnh nhân đó thì là qua kiểm tra lại, đến bệnh viện kiểm tra cũng như là ấy, thì bây giờ là hiện tại bây giờ là hoàn toàn là sinh hoạt và lao động là bình thường. Đó là như thế, Vâng. cũng rất là tốt. Vâng. Thu Hằng thấy là mặc dù không mong muốn nhưng mà rõ ràng nhiều người mắc sỏi tiết niệu dù đã phẫu thuật rồi nhưng mà vẫn thường xuyên bị tái phát sỏi. Vậy trong quá trình ăn uống hay là sinh hoạt thì mỗi người cần lưu ý những gì để hạn chế thấp nhất cái việc hình thành sỏi trong đường tiết niệu thưa bác sĩ? Thì việc mà phòng điều trị sỏi thận thì theo bác sĩ thì bao giờ cũng như là một cái kiềng ba chân, hệ Vâng. thống cái kiềng ba chân. Cái thuốc và những cái biện pháp phẫu thuật thủ thuật nó chỉ là trong ngắn hạn thôi, chứ còn chúng ta cũng không thể nào mà chúng ta uống thuốc mãi hoặc mổ mãi cuộc đời được. Thực tế là cực kỳ là kinh hoàng, cực kỳ là bất tiện. Còn cái chân kiềng thứ hai, là yếu tố thứ hai rất quan trọng, là cái chế độ ăn uống. Cái chuyện thứ ba đấy là những cái chế độ mà sinh hoạt và vệ sinh. Đấy, bác sĩ cũng xin thông tin là hai cái chân kiềng là ăn, chế độ ăn uống và sinh hoạt vệ sinh là cái yếu tố quyết định để cho sỏi tránh tái phát. Và cái mà cái chế độ ăn uống thì bác sĩ chỉ xin kể sơ sơ ra một chút, còn cần thông tin thì các bạn có thể thì bạn sẽ tư vấn đối với từng cái trường hợp. Vâng. Bởi vì làm sao, bởi vì là với những cái viên sỏi có thể là do mỗi một cái nguyên nhân nó khác nhau. Ví dụ như là những cái người mà ăn nhiều, ví dụ ở bên phương Tây là cái sỏi urat nó nhiều là do chế độ ăn dầu đạm là nhiều. Ví dụ ở ở Việt Nam một số những trường hợp là ăn sỏi urat là nhiều, sỏi urat là nhiều thì nó khác. Còn hầu hết ở Việt Nam ấy, thì là sỏi hỗn hợp. Ví dụ sỏi hỗn hợp của canxi và phốt phát thì liên quan đến chế độ ăn. Ví dụ như là với những cái bác đó thì lại phải là hạn chế phốt phát, chứ các bác lại cứ uống thêm thuốc bổ sung canxi với trong những trường hợp mà bảo sợ loãng xương như thế, thì cái đấy là một cái là lợi bất cập hại. Và cái chế độ ăn uống chủ yếu của bạn là lành mạnh,
bác sĩ xin kể qua một chứng lành mạnh, và đặc biệt là uống đủ nước. Cái uống đủ nước để làm sao? Để tránh những lắng đọng, những chất cặn ở trong hệ thống đường niệu. Và khi lắng đọng những chất cặn ở trong hệ thống đường niệu như thế mà lắng đọng quá lâu thì đấy là một cơ hội cực kỳ tốt để sỏi, cặn sỏi bắt đầu hình thành và phát triển. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ những tư vấn rất là chi tiết và hữu ích từ những cái thói quen sinh hoạt hàng ngày mà có thể hạn chế được việc hình thành sỏi. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.